sẽ bất ngờ lắm. Từ những ngày đầu khi mà em thu âm ở nhà, hàng xóm cứ liên tục than phiền là em hát cái nhạc gì đây, tại sao nó chỉ có đọc đọc thôi. Và hy vọng là hàng xóm sẽ hiểu em đang làm gì. Đã rất nhiều lần rồi, em chưa có dịp cảm ơn Jet. Nếu không có Jet thì không có bài nhạc này. Cảm ơn Thành Đồng và Vũ đã đi cùng Đen trong bài nhạc này. Cho Đen xin được chia sẻ mấy câu. Trước đây thì Đen rất là tự ti rất là nhiều. Không chắc những gì mình làm nó có ý nghĩa cho xã hội. Như rất nhiều anh chị ở đây, mọi người đóng góp rất nhiều cho xã hội. Và mình băn khoăn không biết mình làm được cái gì. Và nhờ có WeChoice đưa những nghệ sĩ từ underground, từ dòng chảy ngầm lên đây, đưa chúng tôi ra ánh sáng, để chúng tôi biết là mình có thể làm gì, âm nhạc này sẽ đi đến đâu và mang lại cảm hứng gì cho người nghe. Xin cảm ơn WeChoice rất là nhiều ạ.